Đây ngoại 92 tuổi đây, sáng bữa nào ngoại cũng đến quán để mà ăn. Bà ế phải không? Không ai ở vậy đâu, không có ai thương. Không làm gì, trời ơi, già cũng chết ở vậy mà trước không. Hello, Thanh Vũ xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Thanh Vũ cũng rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Thanh Vũ miền Tây Quỳ Lóc. Thì ngày hôm nay thì Thanh Vũ sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn thêm một quán ăn nữa. Thì quán ăn này thì nằm ở chân tại cho đường Đặng Thùy Trâm và nó giao nhau với cái đường mà Sơn Nam nè chị. Có cái đường này đường gì? Giao nhau với cái đường đường Sơn Nam. Có trước mặt màn hình đó là của anh chị đó là cái đường Đặng Thùy Trâm. Thì ở nơi đây là cái bán là cái quán đó là quán cúng riêu chảo lòng. Còn nếu như trường hợp mà mình đi thẳng xuống đường Sơn Nam này thẳng xuống dưới thì ngay trong tay cháu chợ của Gò Quao. Cái quán này thì đặt ngay chân tại chỗ ngã ba đường nè anh chị. Đó. Người ta cho 20.000 người ta biểu về đi mời lại bắt không chị. Bắt rồi. Đây, mời anh chị các bạn mình chạy qua bên quán nha anh chị. Giờ này thì cũng hơi sớm quá đó, chứ giả lại bữa nay là ngày thứ bảy cho nên là khách cũng đến hơi trễ một chút xíu anh chị. Đây cái tủ phía trước của để mà trưng bày nè chị. Chị ở đây thì bán là bún riêu cháo lòng, số điện thoại luôn là 0917 131 và 396. Trưng bày thì rất là gọn ghẽ và sạch sẽ nha chị. Bây giờ mình dài vào một bên trong ha. Đây nồi cháo của chị đây. Dạ em chào chị ạ. Ở đây thì mình bán món ăn thì mấy loại ăn sáng nha chị. Hai loại ạ. Hai loại. Bên đây là. Bên đây là bún riêu. Bún riêu. Còn nồi bên đây là mình là cháo. Dạ hai loại thôi. Bún riêu này ở dưới cái gì chị mình đây nấu là cua với quýt tàu hũ, còn thịt thì mình để lên trên. Dạ cua quýt tàu hũ thịt thì mình cua để bên này. Dạ cua để cho nồi nước dạ. Chị đang làm bún sẵn trên thôi, hai người làm không kịp á. Hồi nó khách đến là mình sợ mình làm không kịp ha. Cái đó là chỉ để bọc múc nước thôi. Dạ. Ồ ở đây cũng vô bọc sẵn nè. Nếu ai mua đem về cũng múc nước đổ vô thôi. Chị ơi, cũng như sáng mình đến đây thì mấy giờ là có bán rồi chị? Có ăn được rồi? Bây giờ là 5 giờ là có rồi đó. Có khi mấy người ta đi làm á. Dạ. 5 giờ là có ăn rồi. Ở đây mình bán tối ngày luôn không chị? Không, nó bán buổi sáng rồi. Có ăn sáng buổi sáng. Dạ bán buổi sáng thôi ha, cỡ 10 giờ là 5 giờ cỡ có khi 7 8 giờ là nó đã hết rồi. Vậy sớm vậy ha. 8 giờ. Dạ. Rồi anh chị các bạn nhìn nè, chị trưng bày cái này là rau thơm à. Dạ, quế. Quế. Còn bên đây là đầu lòng để bán cháo. Đầu lòng, gan là bán cháo. Bên đây là bán thịt. Nhiều. Để bán nhiều. Còn phía dưới đây thì cà và rau. Rau này thì rau muống với giá à. Tại vì muống riêu là chỉ có rau muống thôi. Rau muống với giá thôi.
chị vô bọc sẵn. Vô bọc sẵn. Lát nữa người ta đến là mình làm không kịp ha. Chỉ có mình buộc bọc lại là đó. Dạ. Ở đây là mấy người mà mình bán vậy chị? Hai người à. Có hai người dạ, hả? Người chạy bàn với người đứng làm hết. Dạ. Đây, cái này là mắm bún tôm. Mắm tôm, mắm tôm mình xào luôn nè. Tôm xào, cái này mình để vô luôn cái bún riêu ha. Còn bên đây là tỏi sấy. Tỏi sấy. Mắm. Đây, ớt nữa nè anh chị. Còn này cũng vô bọc sẵn luôn. Vô bọc sẵn hết. Ồ, đây nha ông ơi. Lên đây đây. Rồi có tiền.
ta. Tô nữa nè. Bốn cân tô cháo hả? Tô bún dạ. Bốn cân cháo hả bún? Bàn để ngồi luôn á. Sáng đây hả? Ăn chắc ăn sáng chưa? Chưa hả? Mình cứ kêu cái gì ăn dạ? À, thịt vũ miền Tây gì lắm. Hoặc là món món ngon đó đây cũng vậy. Món ngon TV. Mày có ăn sáng không hay là mình chỉ uống trà? Uống trà thôi. Rồi có thường ghé đây không? À, ngoại có thường ghé đây không? Đây đây hoài nhớ cháu đi. Vậy đó ha. Dạ. Là mình thường ghé đây ăn sáng ha. Ngoài năm nay nhiêu tuổi rồi? 92. 92. À dạ 92. Rồi bữa nay tính ăn cái gì? Chưa ăn gì, uống không nè. À, uống thôi. Lát nó mới ăn cháu à? Ăn bún xương. Dạ, ăn bún xương. Lát nó ăn bún xương. Dạ. Đang giờ thử thức trà trước ha. Dạ. Rồi chút xíu nữa bạn, cho con xin phép quay bà đang chút xíu nha. Dạ, để rồi, tôi để con đi về bên trong. Mày, lúc ông mất là 62, còn ngoại thì lúc đó nhiêu tuổi? Tôi nhỏ hơn ông 2 tuổi. Dạ, 2, vậy là mới có 60. Bây giờ chín mấy là 30 năm là ế rồi. Ế rồi. Sập bà. Ế, khỏe đó. Sống vậy có một con nuôi. Dạ. Sống tiếc rồi nhưng mà con 12 đứa, cháu với trai cháu đứa gái. Dạ, 12 đứa. Cái là biển nhập tiền quá. Giờ ở với nhỏ thì kiếm kiếm bồ đi đặng chữ lộn chơi. Trời ơi. Mình không biết chữ lộn đâu. Thì ổng chửi. Bà không chửi thì ổng chửi. Dân này hiền không biết đâu. Có gì vậy sao bà không có không bước thêm bước nữa? Trời ơi, bước chi vậy thầy? Dạ. Ở nhiều khỏe con với con mình. Dạ, thắng với con cháu nha. Ừ. Dạ, không có ai thương đó chứ. Bà. Không ai thương. Ê. Ôi, không ai.
thương đâu. Trời ơi, ở vậy xuống chết đã đi theo. Dạ, phải giúp à. Ông nó đeo quên á. Dạ. Anh chắc cũng thường ghé đây ăn không? Anh ăn thường ngày mà. Thường ngày luôn. Ở thường ngày đây luôn. Hối mà. Mối ăn đâu có tốn tiền đâu. Vậy là với bà ăn không có tốn tiền. Ờ, với bà đây ăn không tốn tiền. Mình ăn rồi mình cảm nhận là món ăn ở đây sao? Ngon lắm, trời ơi ngon. Ở Nguyễn Hồ Bao điều, này là... Điều gì anh thích nhất ở món ăn này? Cháo nè, cháo bún gì cũng đều ngon hết. Rồi cảm ơn anh nha. Đây ngoại 92 tuổi đây, sáng bữa nào ngoại cũng đến quán để mà ăn. À, rất là nhiều quán sao mà ngoại không ghé ăn mà ngoại ghé đây ngoại ăn cháo ha. Dạ, chứ mình thấy ở đây ngon ha. Quán này được nhiêu tiền nha, em mà được cái trời đó. Ngoại mướn cam cái gì mướn mướn cameraman lại quay luôn nè. Lưu lại làm kỷ niệm. Thấy không? Phải bà ý phải không? Không phải ở vậy đâu, không có ai thương. Con làm gì trời ơi, già cũng chết ở gì mà trước không con mình nó nuôi chăm sóc tận tình hơn hả gì. Mọi người có con rồi. Dạ. Cháu đứa trai sao đứa gái? Dạ, có đứa trai sao đứa gái. Lớn hết rồi, lập gia đình hết. Hết trơn, có vợ hết. Dạ. Còn cháu cháu ngoại rồi tổng số là nhiêu? Ngoại nhớ không? Ít không à. Dạ. Hai đứa, một đứa. Dạ. Không đẻ nhiều sao vậy? Dạ. Là thằng thứ hai được ba đứa, còn sao hai đứa, rồi sao nữa cái một đứa. Dạ. Đơn kêu cái tôi chưa có để chồng nó cầm quay đâu chứ. Tôi chưa nghe cái bà nó quay đâu. Dạ. Ủa chị là hồi nãy hỏi bà ngoại thì ngoại nói rằng ngoại thích ăn bún thịt xương mà phải không? Xương ngon đó. Dạ xương ngon ha. Dạ. Dạ mình gỡ ra mà thịt nó mềm. Nó mềm. Dạ thịt nó mềm. 92 tuổi rồi. Dạ 92 tuổi. Mặt. Dạ. Tới đi. Có mấy xin hả?
mua em nhận. Giờ này mới chưa được 8 giờ nữa mà hết rồi. Ngày cho bán nhiêu ký bún chị? 12 ký ha. Tô bún này nhiêu chị? Tô bún 25. Tô bún 25.000 này chị. À, bao giờ có cái gì? À, một cuốn thịt này. Ăn không? Anh ăn chưa? Biết. Thịt. Thịt. Đây thì một cuốn cục thịt nữa. Xiên thịt nữa anh chị. Dũng. Quyết luôn nữa nè. Thịt. Ở đây 25.000 thấy cũng nhiều này chị. Rồi bên đây mắm nêm, ớt, với mắm ruốc và thêm trái hành nữa. Thì nãy nghe mọi người nói rằng là ở đây mắm ruốc của chị làm rất là ngon, cho nên là anh Vũ sẽ chia sẻ với anh chị á, cho anh chị xem về cái bún ở đây như thế nào nha chị.
Vâng, bây giờ thì Thành Vũ cũng xin kết thúc video tại đây. Thành Vũ cũng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video này. Và nếu như anh chị nào đã có ghé ở quán của Ngọc Ánh đây nè, quán của chị Ngọc Ánh, để mà thưởng thức những cái món ăn sáng ở đây, chẳng hạn như là bún riêu hay là cháo lòng, thì anh chị các bạn nhớ cho Thành Vũ xin một cái lời bình luận để cảm nhận cái món ăn sáng ở đây như thế nào anh chị. Còn nếu như anh chị nào chưa thì anh chị có dịp về dưới Gò Quao để anh chị các bạn quẹo vô trong tại chỗ cái đường là Nguyễn, đường là Sơn Nam nè anh chị, tại chỗ và nó đối diện với cái đường Đặng Thùy Trân, nó chăng tại chỗ ngã ba nè anh chị, các bạn cứ ghé chăng tại chỗ cái quán của chị để mà thưởng thức những món ăn nơi đây. Còn địa chỉ cụ thể thì Thanh Vũ sẽ để ở dưới cái đường mô tả để cho anh chị các bạn tiện lợi trong cái đoạn đường tìm quán của chị. Và sau khi anh chị các bạn thưởng thức những món ăn xong, anh chị các bạn cũng nhớ cho Thanh Vũ xin một cái lời để cảm nhận về cái món ăn ở nơi đây như thế nào anh chị. Và nếu anh chị nào mà biết những ở nơi đâu mà có những món ăn ngon thì anh chị các bạn cũng cho Thanh Vũ xin cái địa chỉ gần đến đó để mà review, chia sẻ cho anh chị các bạn xem. Giờ thì cũng xin tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.